Hôm nay cái buổi sinh hoạt những vị như này là nhân dịp con trai của tôi giáo sư Trần Quang Thái đi về dự hội nghị điểm giọng, thật phải ghé tại đây để mà thăm cha mẹ. Và tôi biết rằng con trai Trần Quang Thái là con trai tôi đã đi từ khắp trên thế giới nói chuyện về cái đàn môi, mà cái đàn môi đó giới thiệu không phải của đất nước Việt Nam không, mà giới thiệu cho sánh với tất cả các nước khác, và nói bằng tiếng Pháp, nói bằng tiếng Anh cho bao nhiêu người nghe. Thì tôi nghĩ là hôm nay có cái dịp này, tôi muốn cho những trẻ, nhất là các bạn thanh niên biết được cái đàn môi là cái gì và tại sao mà phải để ý tới nó. Mà nếu mà như là cái đàn môi có lẽ các bạn cũng nghe chưa có những người hình dung thức nữa, thì con trai tôi nó sẽ trình bày rõ rệt, nó miêu tả, nó loại hình, rồi nó làm được những khả năng của cái đàn môi. Và cái đàn môi đó chắc nhất có thể là có một cái chiêu khí mỏng tra vào trong cái khuôn, một cái khuôn nó có thể là bằng chiêu khí, và có khuôn nó có thể là bằng gỗ, rồi tất cả để ở trong miệng thì cái bằng móng tay cãi trên cái miệng móng đó, cho cái miệng móng nó rung, cái miệng làm thành cái âm cộng hưởng, tùy cái miệng cái nó có cái âm thanh bồi âm. Thì hồi trước kia tới bây giờ người ta làm như vậy, nó trên thế giới cũng có đấy. Có chỗ kêu bằng đờn môi, chỗ kêu bằng kèn môi. Mà đờn môi thì nếu nó bằng cái đàn thì nó phải có dây, cái dây hay là cái. Còn hay là cái kèn môi là những cái mũi. Nhưng mà có nhiều người nói là nó gọi là tự thanh vang, tức là nó một mình nó có được âm thanh cũng như chuông, như là những cái chiên. Thì cái đó có được nữa là hai, nó sẽ nói là đó. Nhưng mà cái đờn môi đó không phải là chỉ có đất nước Việt Nam. Thế nhưng mà đất nước Việt Nam là có nhiều nhất mà mình không ai biết, bởi vì dân tộc, ít người dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc đều có một cái đường môi. Và đường môi đó dùng để rằng mà trao đá đổi vàng, gặp gỡ rồi nói chuyện, đang đem cái đường môi nhưng mà nói chuyện với nhau. Mà nó có nhiều cách đánh. Thì lúc đó là con Hải rồi, mới bắt đầu chơi với cái đàn môi thôi chứ chưa phải nghiên cứu. Và sẽ dùng gặp Ron Wright là một cái người chuyên môn trên thế giới, là chuyên môn về đàn môi, lợi đánh đàn môi. Thì hai lần tới gặp người đó, hai anh em gặp nhau hết sức là tâm đắc. Thì hai người khám phá ra một chuyện là đàn môi hồi trước tới bây giờ trên thế giới đánh chỉ đánh giai điệu mà không có cái phần của quả tiết tấu, âm nhịp điệu. Thì thành ra anh Ron Wright đánh cái đánh giai điệu, mà hai nó chế ra cái tiết tấu nghệ thuật phụ họa. Hai anh em phụ họa làm nghĩa hát nó cũng giới thiệu thiên hạ quan nhân. Sau ra hãy cắt phá ra được là cái đàn môi có thể dùng là đánh giai điệu hoặc đánh tiết tấu, mà hãy có thể đánh vừa giai điệu và cả tiết tấu. Thì trong tiết tấu bao nhiêu đó đi lên trên thế giới, chỗ tiết tấu chỗ nào hãy cũng đi theo đáp ứng được. Thành ra để trong đàn múa đánh gì trong tạp la của Ấn Độ, đánh gì trong giạc của Ba Tư, rồi đánh gì tất cả mấy cái nhà cổ như nước khác, đi ra các nơi hết ra khỏi ở trong nước Việt Nam, thì hãy có chuyên dạy hàng thủ để dạy cho một vài em. Thì có một vài em cũng có tên, nếu cũng nói như là nối trí của thầy thì gặp lên cũng chuyện cũng hay. Và đặc biệt hôm nay có một em đó từ ở trên Đồng Nai mà đi xuống như vậy, là bởi vì học hàm cũ mà nghĩ ra cái cách chế ra làm sao mà thay gì cái là mua một chút một rưỡi làm hai ba rưỡi cũng được, và nó làm ra những cái chế mới mà hãy khen lắm. Hãy nói là hồi trước tôi bây giờ dạy học trò, mà bây giờ thấy học trò nó có nhiều cái tiến bộ mà học trò hơn.
hơn thầy thì thầy vui, thầy cũng như con hơn cha là nhà có phước. Thì do cho nên hôm nay là thầy con Hải là người diễn giả chánh, sẽ nói hết chuyện đàn môi, mà nói luôn cả tới những cái chuyện đồng song anh, tức là đàn môi không đàn môi, tức là cái phương pháp thì như đàn môi cũng có một cái âm gì cái âm gì đúng với âm anh, âm dân thanh đến chữ rồi, cái miệng nhiều cái miệng mà thay đổi cái miệng ra để mà làm cho nó có đưa ra những cái bộ âm khác nhau, mà trong đồng song thanh không cần có đàn môi cũng hát được. Và rồi là hãy hát đồng song thanh đó, bây giờ đi chơi trên thế giới là có thể kiểm soát, có thể cho thấy rằng là chủ được cái tiếng hát của mình, khi hát ra cái giọng đúng giọng nào thì trong này trong ngoài chỉ ngày rồi thì hãy làm đồng cái đúng ngày rồi, và dùng cái tiếng của mà hãy đã hát đó và chiết chữ được lên trên màn ảnh thì là có nhiều cái kiểu luôn khám phá và nhiều kiểu sáng tạo. Hôm nay có dịp sẵn để nói được cho các bạn ở đây, các bạn Việt Nam, bạn bè của tôi, bên cạnh những anh Nguyễn Quang Quân hay là em Quân Lý Khương, Bá Thùy hay là những người như là em Qua, em Thái, trong đó còn em Thoại, em Điện Kiên, bạn bè, đây rồi có ông nhìn giáo sư Nguyễn Nhã nữa, thì thành ra có điều đạo của đảng Việt Đức thì hôm nay gặp nhiều người quen để cùng đạo tương dự quen nghe tôi nói chuyện. Thì hôm nay đó con trai của tôi là Trần Quang Hải, tôi thì là bây giờ năm nay 94 tuổi, có lẽ bắt đầu không có được đi được nơi này nơi kia, thì bây giờ con trai tôi nó tiếp nối con đường của tôi và nó đi, nó đi đến năm 2016 gì nữa, người ta vẫn còn mời nó đi cho nên nó chưa về Việt Nam. Và có lẽ sau khi chu du bốn biển rồi thì tôi mong là con trai tôi thế nào cũng trở về như tôi trở về đất nước Việt Nam, để đặng mà đem cái hiểu biết dạy cho người Việt Nam trên đất nước Việt Nam thì đó, cái đó là dù cho tôi còn không còn ở trên tận thế này thì có một đứa con nó tiếp nối như vậy cũng đã là vui, có những người muốn sinh tiếp nối rất con đường mình cũng là vui. Vì vậy hôm nay tôi hết sức vui và giới thiệu với quý vị con trai của tôi là Trần Quang Hải sẽ hôm nay là diễn giả chính, nói chuyện hết gì là vui. Và nếu cái chuyện có cuối cùng rồi mà còn thời giờ thì hai cha con tôi thường là từ năm 1978 đã có nghĩ cái chuyện là ứng tác ứng tấu trong âm nhạc cuộc sống, mà từ ghép nhạc ứng nấu đánh tự nhiên cái nhịp, mà nhịp thì hồi đó hãy nhịp rồi sinh tiền cũng được, mà bây giờ nó chế ra cái muộn, mà cái muộn của nó chế ra nó là thiếu lên dạng ràng để đổ đến nỗi bây giờ ở trên thế giới người ta đặt nó là vua muộn, mà nó cũng được có cái chỉ dụ đó là một cái người làm ông vua muộn đem cái muộn mà thành ra bao nhiêu tiền trên thế giới. Và xin hôm nay giới thiệu con trai tôi thì tôi nhường lời lòng cho nó. Cảm ơn quý vị. Tôi học cách đây cũng là 1 năm, như một người bạn, một người
John Wright năm 1965 thì tôi thực sự gặp anh ấy, anh ấy mới chỉ dạy cho tôi những cái cơ bản về đánh đờn môi như thế nào. Thì những cái đờn môi đầu tiên mà tôi học đó là nó thành thục giống như thế này, là tất cả những cái đờn môi của người Âu Châu là lúc nào cũng có một cái khung bằng sắt, một cái lưỡi gà bằng thép để mà tấm điện tạo thành ra cái giống như là một cái một cái kiểu nó thành ra vậy. Để tranh thủ thời giờ thì là tôi sẽ giải thích nguồn gốc của cái đàn môi, đồng thời tôi xin biểu diễn như vậy là quý vị đây các bác các chị sẽ không có bị phải ngồi cái này cả nửa tiếng đồng hồ về nói chuyện và nửa tiếng đồng hồ nghe. Tôi cho 2 phút nói chuyện, 2 phút đợi, 3 phút nói chuyện, 3 phút đợi, là như vậy là luôn luôn là sân khấu sẽ quảng cáo và sẽ được thưởng thức nhiều loại đàn môi trên thế giới chứ không phải chỉ có một vài đàn môi. Thì đây là cái vấn đề mà để giải thích đầu tiên về cái miêu tả của cái đàn môi. Thì nó còn nói như thế này: tất cả những cái nhạc cụ nào khi mà có một cái khung bằng kim loại hay là bằng tre mà với một cái lưỡi gà bằng kim loại hay là cũng bằng tre hay bằng quần quần thế nào, và khi mà để vào trong miệng mà khẩy lên thì cái đó là gọi là đàn môi. Tại vì cái tiếng đàn môi đó hay là kèn môi thì cái đàn môi là mình để vào giống cái đàn môi là mình để vào trong cái môi của mình. Thì những cái đàn khác nó cũng giống giống vậy. Thì tôi cho thấy cái đàn này đầu tiên, mỗi một cái đàn môi nó có 3 âm thanh khác nhau. Âm thanh thứ nhất là nếu mình đánh không như thế này là không nghe gì hết, mà khi mà tôi để vào trong miệng đó thì nó tạo ra một cái âm chấn đó. Thì cái âm chấn đó là của cái đàn đó, có thể cái đàn đó nó có những hình thù khác nhau, nó có những cao độ khác nhau, và tất cả những gì đó là từ cái đó đó mình mới dùng cái miệng của mình đổi thành những cái cao độ đi tới, tức là những cái hồi âm lên xuống thì có thể tạo ra thành được bài bản. Ví dụ về đánh như thế này để vào trong miệng. Cái đó là âm thanh đầu tiên. Âm thanh thứ hai mình thổi ra, mình hít vào, thì với cái sự mà thoi thở của mình đó, thì nó tạo thành tiết tấu. Tiết tấu thường bây giờ đó, tiết tấu mà đánh thanh nhịp độ ở bên ngoài. Và thật là một cơ thể này nó rất nhiều điều. Thứ ba là thay đổi của cao độ. Ta 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 ta. Làm cho cái đờn môi nó được giàu hơn. Và bây giờ trong âm nhạc Việt Nam hay là trong một số âm nhạc ở bên Á Châu, tức là chúng ta dùng âm nhạc một cung, 5 cung mà thôi, thì đánh là họ sừ sang xê công liu công xê sang sừ họ. Xê không xê, liêu không liêu, họ xê sang, họ sang xê sang xê, họ xê công, họ xê sang xê, họ xê liêu liêu xê, liêu không xê sang, họ xê sang, xê sang xê sang xê không họ. Tất cả
những thế được làm được hết. Thì bây giờ từ cái chỗ đó dùng cái cây đàn này nó chịu được cây đàn nhạc cụ duy nhất có thể có hai tiếng nói của mình là người Mông đã dùng cái đàn môi trai gái tỏ tình với nhau, không cần nói chuyện, đi ra một đường một cậu người Mông thấy một cô con gái đẹp hay gì đi lại nó trời ơi đẹp quá hay này kia đó, rút cái đàn môi ra hôm nay trời thanh thiên tịnh tuyệt, trời nắng đẹp chang chang mà mặt em tròn như cái dĩa, uống quá tròn tròn dĩa mặt xanh tròn thương em rồi khi thấy anh chàng này có bộ nói tạm tạm được nói chút này thôi anh nói nhiều quá là em răng muốn rụng hết cái gì vậy đó rồi cái kiểu như đó nếu anh có muốn gì thì anh đến hẹn với em ở nơi góc me cái kiểu như nó rút này nhưng góc me nào me cái kia nghe khô quá thật ra anh chua anh tốn rồi cái kiểu mình nói chuyện đó thì bây giờ tôi nói bằng cái tiếng Việt Nam nha, thì mình nói rằng trước hết á mình học nguyên âm a e i o u đó, rồi từ những giờ mình tiếp nhận quả không còn nói được nữa thì cái đời này nó sẽ thay thế, nó sẽ nói cho tôi a e i o u làm điệu của các bạn.
Chứ nếu bây giờ mình tôi hát là ví dụ tôi hát thì sẽ không bao giờ mình có thể định rõ được cái cao bột như thế nào. Đồng song thanh có thể định rõ được tất cả cao độ do những cái bồi âm và những con số thì trong bồi âm những con số thì được nhé. Tạo ra thành ra cái vấn đề bồi âm thì nhờ cái đó nó tạo ra thành ra
cái vấn đề hát nó đi chung với cái vấn đề cái đàn môi mà không được có đàn môi, thì cái đó đó nó tạo cho mình đó, là một cái sức mạnh ở bên trong là phải dành tiếng đó. Thì từ những đầu đó để đánh võ thuật, đem cái võ thuật vào trong cái vấn đề tập luyện về nội công khí công, thì khi đó cái hơi của mình buông ra nó rất là dài, dài nó dài và nó mạnh. Ví dụ như bây giờ có những người vừa qua đời thì học hát opera, hát opera thì hát cái giọng rất là mạnh nhưng mà điều bị hẳn thôi. Ví dụ như bây giờ tôi hát opera thì tập luyện hẳn càng hài hước thì càng lên mũi dưới đó.
Trời đất ơi, tại sao mà anh nói chuyện gì nghe kỳ vậy? Ôi trời ơi, tuyệt khổ quá. Mà tôi đây tôi nói chuyện này cho anh nghe. Ôi, nói chuyện gì bậy bạ quá, tôi nghe cũng chịu nổi. Bây giờ là đừng nói gì, chuyện đàn bô, tại sao vô hát là bậy bạ vậy? Có thể nói là 10 lần sức Việt Nam, và nó chỉ có 900.000 người.
mà trong số 900.000 dân 700.000 người chơi đàn môi. Và nó có đi từ 3 tuổi đi lên tới 90 tuổi vẫn chơi đàn môi, không răng cũng chơi đàn môi. Mấy em bé mới sinh ra không có răng gì hết, thấy cái chuyện cũng chơi đàn môi được chứ được. Thành ra cái đó là rất là lạ. Rồi, tại vì cái đàn môi trở thành ra cái đàn tiêu biểu của dân tộc Yakut ở bên xứ Yakutia. Thì họ gọi là Khomus. Tôi có dịp đi sang bên đó năm 2011 vì những cái đại hội liên hoan về đàn môi. Thì năm đó là xứ Yakutia trình bày cây Khomus là tiêu biểu cho kỷ lục Guinness, là trong một cái buổi đó 1.300 người Yakut, trong đó cộng với tôi là 1.301 đánh đàn môi cùng một lúc, để mà cho thấy rằng 1.300 người có thể đánh một bài mà theo cái truyền thống là có thể đánh chơi được hết. Thì một người đại diện của Guinness ở bên Anh đã đi qua xác nhận chuyện đó là có chuyện có thể làm được. Thành ra cái đàn này giờ người xứ Yakutia rất là tự hào đã có được cái đàn được đưa vào trong danh sách kỷ lục thế giới. Thì bây giờ cũng đánh tôi nghe cái đàn cũng rất dễ thôi, để mà đúng ra. Tất cả những chuyện đó là những cái thiên hình bạc đẹp
của nhạc cổ truyền Việt Nam, thì cái đàn môi là một cái nhạc cụ mà xứ chúng ta người Kinh rất là thờ. Người Kinh cho nó mấy người mà sống trên núi mà có cái gì mà hay, thì đây là cái đàn môi xứ ta đã có 10 loại đàn môi của các dân tộc anh em chúng ta cùng nhau để tạo ra xứ Việt Nam. 53 sáng tác là đóng góp rất nhiều trong cái gia tài nhạc Việt Nam. Thì ra hôm nay sau khi mà tôi đã tốt thuốc đi tìm nhiều người học trò, nhiều người học trò tại xứ Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng khó tìm lắm. Nhưng điều may thay, tại vì trời cũng thương cho những người có nhiều khó, thì tôi đã tìm được một học trò Việt Nam còn trẻ có đam mê về cái sự sáng tạo. Thì cái người đó không biết tôi là ai, tôi chưa bao giờ gặp, mới là tình cờ đi coi kênh YouTube, đi coi kênh Facebook, thì mới thấy tên tôi. Thì khi đó tò mò mới làm quen, làm bạn. Thì làm bạn với tôi rồi, thì khi đó tôi mới đưa ra những cái hình ảnh, những cái tài liệu để cho những cái bọn đó bắt đầu khám phá. Thì từ cái chuyện đó trao đổi với nhau, thì tôi mới xin là được phép làm trò cho tôi. Thì tôi mới gọi là dạy hạm thụ, tức là bọn đó khi nào biết đánh được thế nào đó, thâu thanh gửi sang cho tôi nghe à, con làm gì là được tốt lắm, tiếp tục đi, rồi cái làm cái tự nhiên cái một hôm, bây giờ con mua nhiều cái đàn, con cho tất cả mấy em ở trong làng, trong cái khu con ở, mười mấy đứa nhà mỏ từ 7 tuổi tới 11, 10 tuổi, bắt đầu đi học cái nào không, thì cái cậu đó dạy như đánh làm môi, mấy em học rất mau thì đánh được hết. Thì khi đó bắt đầu đó, bây giờ biết được đàn môi rồi, bây giờ phải đi tìm những cái đàn môi khác, thì mới là đi, tôi mới ghi tên cho cậu đó trở thành các thành viên của hội đàn môi thế giới. Thì cậu đó trở thành thành viên, và tôi là sáng lập viên của cái hội đó, đó là một trong những người sáng lập viên. Thì cậu đó trở thành thành viên rồi, mới là có tất cả địa chỉ liên lạc với tất cả những người ở trên thế giới, mới là móc nối trở thành bạn. Thì họ thấy rằng cậu này gửi những tài liệu sang và bắt đầu khám phá ra những loại đàn môi khác trên thế giới mà có đủ phương tiện để mà mua thâu thập được rồi, và bắt đầu nghĩ rằng tại sao mình không thể làm được cái đàn môi đó sao. Thì bây giờ tôi sẽ xin nhường lại cho cậu đấy giải thích thế nào đi từ bước đầu đi do tới trong ngày hôm nay và đã tạo ra được bao nhiêu loại đàn tranh, và ngoài cái chuyện đó ra sáng tạo thêm những loại đàn tranh mà xứ Việt Nam không có. Đấy là câu Nam Văn Khai Nguyên. Tạo thành một sự tập đàn môi.
sau thời gian thì tìm hiểu thấy là cái đàn môn tre có gì đó rất là thú vị mà mình có thể có khả năng làm được, thì con thử mày mò con làm ra một vài cái đàn môi bằng tre thì thấy có thành công nên con tiếp tục con làm một số loại đàn môi tre mới sáng tạo hơn, lại một lưỡi, lại hai lưỡi, lại ba lưỡi, có những cây là hai đầu. Như đây là một loại là cây đàn môi tre, con dựa theo cái đàn môi của người Philippines là Cubin. Điều đặc biệt là nó có hai đầu, một đầu là bốn lưỡi và một đầu là một lưỡi. Thường thì một cây Cubin hay là cây Cubin nguyên gốc của người Philippines nó chỉ có một lưỡi thôi. Thì con thấy như vậy thì nó đơn điệu quá, mình có thể làm được thì mình chế làm sao cho nó là độc độc tí, cho là con chế thêm một cây một lưỡi, đầu còn lại con làm tới bốn lưỡi.
thầy bằng lượng chứ không thầy bằng tay. Làm giàu cho cái kỹ thuật đánh đàn môn của người Việt Nam. Tôi thì tôi chỉ đánh theo một kỹ thôi. Vì vậy đó, tôi thấy là cậu này là giỏi hơn tôi nhiều và có thể là xa hơn tôi là cái gì. Bây giờ là tuổi đó là nhỏ tôi gần 50 tuổi. Thì những 50 năm, một nửa thế kỷ đó là sẽ đi rất là xa. Thì khi đó, đó là tôi mới đánh cái đàn môn. Bây giờ tôi cho coi một cái cậu bé 10 tuổi ở bên xứ Đà Quốc Sa. Đánh là môi như thế nào?
Bây giờ tôi xin theo cho nghe một cái như là có thể là nhìn thấy nguyên nó lúc nãy là nó tương tự. Thì bây giờ tôi cho nghe là một cái người đàn bà đánh đàn môi ở bên xứ Trung Quốc và một cái một sắc đặc là ở cái vùng Hải Nam. Đó là tình hình thực tế của cái vùng là khu dân tộc thiểu số ở bên Trung Quốc. Họ đánh đàn môi cũng là ghê hồn đó, chứ không phải là thank you.
cho thấy rằng có những cái cách đánh đạo môi của tùy theo dân tộc, mỗi một dân tộc có những cái đánh khác nhau, có thể là đánh trọng tài, có thể đánh dồn dập, có thể là đánh đơn độc độc tấu, có thể là hợp tấu đánh hàng ngày này. Thì tôi cũng nghĩ rằng trước khi mà để chấm dứt thì tôi có muốn cho thấy là cây đàn môi có thể học trong trồng vài chứ không phải là chỉ cần học cả những năm này của năm kia ngày này hoặc ngày tháng nọ là rất là dễ dàng. Là buổi sáng này là cậu em tôi là kiến trúc sư Trần Hoàng Minh là người cũng tò mò chỉ về cái đàn môi ra rồi đưa cái đàn môi ra thả miếng ra răng mở nghe răng mở đó thấy bây giờ thở bắt đầu làm gì đó rồi chưa cầm cái đầu lên làm gì tại sao nhờ có máu trong hoạt động nó tùy hướng, tức là đây là chúng ta theo thể loại của đường ca này. Tức là ở dưới này đi lên, mình có thể cũng đánh đi nha, cho chị vô đẹp thêm. Tức là tùy đó, đánh ra một cái loại gọi là đường tức hứng. Tức là hai nha, không biết đánh cái gì cũng được hết á. Chỉ nghe với nhau mà đánh với nhau. Thành ra một đường tùy đánh một thể loại, một cái tốt. Thank you.
chú dì mẹ. Có chị chú vừa đi nhập bọn gì không? Thank you.
Thứ nhất
Hồi chú có rất là nhiều cây đàn môi, thì xin chú cho biết là các loại đàn môi trên thế giới thì thường là làm bằng chất liệu gì ạ? Nhất là về đàn môi ở bên Tây Phương, tất cả những xứ bên Âu Châu đều làm bằng kim loại, tức là một cái nhạc cụ nó không có cái gì mà thay đổi khác biệt đó. Là như thế này, trang thu cũng giống nhau mà chất liệu cũng giống nhau, nhưng đối với Âu Châu thì chúng ta có rất nhiều hình thù khác nhau. Ngay cả một cái xứ gọi là xứ Philippines là cái đường cú biên, có thể tùy theo cái người mà sáng tạo ra đó, tạo ra thành ra một cái hình thù đặc biệt, đặc trưng cho cái người nhạc sĩ đó, có thể sáng tạo ra rất là có thể có 5-60 kiểu khác nhau, và mỗi người rất là ảnh hưởng khi cũng theo dây đàn đàn của tôi. Thì cái đàn bằng đồng xe có thể là bằng đồng, có thể là bằng thao, có thể là bằng xương, có thể là bằng ngà, có thể là bằng bạc, hay là làm bằng vàng, hay là bất cứ những kim loại, cũng như là về làm bằng tre, hay là bằng những cái cây như gọi là cây dừa, cũng là được nữa. Thì ra tùy theo cái gọi là cái sự sáng tạo và cái nơi mà có nhiều cái loại cây đó. Ví dụ mình đi vào Tây Nguyên thì Tây Nguyên có rất nhiều tre. Thì tre không phải là chỉ dùng để làm đàn mô, tre có thể dùng làm sáo, tre có thể dùng làm đàn trưng, có thể làm đường kinh ý, có thể là làm đường gom, nhiều cái loại. Thì đó là kinh của cái vùng Tây Nguyên và của dân tộc Tây Nguyên là nhạc cụ tre. Những cái đời khen, đời kêu là con tre con sứa. Còn đối với người kinh đó, thì khác, chúng ta không có đường môn, mà các dân tộc thiểu số của chúng ta có rất nhiều giúp đỡ ở miền Bắc thì đại diện là người Mông. Người Mông có lại đàn môn rồi. Đấy là cái đàn môn bây giờ nó đi khắp các nơi trên thế giới. Thì bây giờ hy vọng rằng Giáng Thiên sẽ sáng tạo thêm rất nhiều đàn môn, tìm ra cái những nguồn gốc qua những cái đàn môn của người Tây Nguyên để sáng tạo thêm và cho thấy rằng ở vùng Tây Nguyên có rất nhiều bài đàn môn, và để tìm cách để phát triển tạo thành ra xứ Việt Nam là một cái xứ rất đẹp về đàn môn, và những cái em khác có thể dùng đàn môn trong những cuộc tập luyện thì đàn môn rất là dễ chơi, rất là dễ dùng để có thể đi khắp nơi mà cái xứ Việt Nam. Dạ, cảm ơn chú. Cho chú hỏi thêm là chú nói là ở Á Châu thì mình sử dụng bất cứ cái nguyên liệu nào mà mình có để mà có thể tạo thành đàn môi, và hình thù của nó khác nhau tùy theo cái người chế tạo. Như vậy thì người ta sẽ chế tạo bằng tay. Đúng vậy. Dạ. Còn ở bên Tây Phương thì chế tạo bằng kim loại. Có nghĩa là chế tạo bằng kim loại thì phải có máy hay là... Nó có hai cách. Những cái phương pháp cổ truyền thì những ông thợ rèn làm thành ra những cái đàn môi, tại đa số những người mà chế đàn môi Tây Phương làm kim loại thì phải làm những thợ rèn. Thợ rèn mới đến nung nướng này kia, có đặt này kia, thành ra làm thành ra từng loại cái đàn môi. Những cái đàn môi đó rất là đặc biệt, tại vì làm bằng tay và làm nhiều ngày để làm được thành cái đàn môi. Còn đi vào trong cái cơ sở nó có thể ở bên xứ Áo thì nó có những cái loại đàn môi mỗi một năm chế ra 4-5 triệu, nó bán có từ 2-3 euro một cái cây đàn, như được chỉ cần không có cái vấn đề gọi là chính xác về trao đổi đi từ đó, mà chỉ là làm một cái dụng cụ để mà chơi mình xe mình chơi thôi, chứ không phải là đàn cụ để đi học tập về nghề nghiệp. Vậy liên quan đến cái đó, con xin hỏi một cái là chức năng của các cây đàn môi có giống nhau không ạ? À? Cái chức năng thì nó cũng dĩ nhiên nó có khác nhau, chứ không giống nhau. Ví dụ như ở bên Âu Châu thì những cái người đàn môi đó họ đàn, và từ khi mà họ đi giữ những cái súc vật, những trường, những ngựa này kia, thì chính là cái nơi mà xứ Ý ở đảo Sicily mới là khi mà họ đi di sản qua bên xứ Mỹ thì họ mang theo những cái đàn môi. Thì chúng ta thấy rằng những cái người mà dưỡng ngựa, những người cowboy ở bên người cowboy thì là
luôn luôn khi mà những người như thế đó tối họ buồn, họ nhớ cái xứ của họ, họ lấy cái đàn mông thì cái đó là gợi ra hình ảnh, gợi về xứ. Thì trong những cái phim ảnh của cái của người Ý đó cũng nó gọi là Western spaghetti. Thì khi đó mình có nghe những cái đàn mông nào cái đó là cho thấy rằng đó là cái người Ý đặt nhạc và người Ý làm phim mới tạo ra thành những cái âm hưởng nó đi trở về đạo Sicily. Và trong cái dân người thụy sĩ cũng như là những dân khác thì họ dùng những cái đàn môi gọi là để giao lưu, để trình diễn giữa tay gái với nhau mà không phải là nói tỏ tình. Nhưng mà được biết ở bên ông Phương Tây Phương thì cái đàn môi đó là ở trong những giờ thế kỷ 18-19 thì cả cái đàn môi đã được sử dụng vào trong nhạc cụ những Tây Phương là như được rất thích thôi. Chỉ là cũng có người sáng tác âm nhạc giao hưởng cho đàn môi chứ không phải không có. Thì trở về bên Á Châu thì chúng ta có những đàn môi đánh trưng ca rồi đánh cũng chơi một mình, có thể đàn môi đánh giữa trai gái cho những người Mông, có thể là đàn môi để dùng để trị bệnh do những người Shaman ở bên xứ Tuva và Mông Gôn làm dùng cái những cái ông mà làm những ông thầy thuốc người Shaman thì dùng cái đàn môi để mà vào trong những thần thánh này. Thì cái tiếng âm thanh của đàn môi không phải là âm thanh ở dưới trần thế này, nó đi vào trong tâm mình của mình cao hơn, thành ra cái dùng cái đàn môi để đi người tiếp xúc với những ông thần thánh. Còn ở Bali cũng như là ở Indonesia thì cái đàn môi để dùng để mà tiêu khiển, tức là những dàn nhạc đó để vào trong dàn nhạc mười mấy cái đàn đời trong một cái loại nó gọi là gamelan. Gamelan ở bên bên Bali thì nó gọi là gamelan gengon, gamelan kia, gamelan gambu hay là gamelan sơn đen, ví dụ như đó là nhiều loại, những cái loại gọi là gamelan là dàn nhạc. Đó thành ra cái đó là để đi vào cái vấn đề tiêu khiển và giải trí. Dạ, nên một cái người trước có thể cho và mọi người nghe cái tiếng là môn học được không, thông qua micro được không? Được. Dạ. Tại vì lỡ mà đứng xa có lỡ ta bảo okay. Thì mình không nghe rõ, mình lại nghĩ ở chỗ khác. Ok, bây giờ, chắc là môn mà không có âm thanh gì hết. Mình có thể mình âm thanh nó rất là chào nhé. Xong rồi ở dưới nó gắn một cái gì đó giống như cái chén ở dưới
gì đấy, nó giống giống như là cái tài phẩm của mình vậy. Xong rồi người ta cũng kê cái miệng vô cái sợi dây che, người ta dùng lưỡi hay là dùng môi gì đó thì con không biết cái nguyên tắc đó. Xong rồi lại dùng cái quay để gõ lên tạo âm thanh. Thì cái đó là một thế hệ của cái đồng loại của đàn môi, hay là nó có cái dấu thì cái đàn bò của mình không thì con không có được rõ lắm chứ. Cái đó là không phải là đàn môi, còn cô không phải là đàn bầu. Ở người Anh nó gọi là musical bow. The musical là cái nhạc, bow là cái cung tức là sao? Cung nhạc, tức là nó giống như cái cung nhạc bản. Thì khi đó cái cây đó là cái còn cái đúng là cái mây nó bẻ cong thế này thì có một sợi dây và nó bằng từ cái sớ của cái cây mình rước ra, rồi bây giờ là chúng tôi những nơi khác thì nó làm một cái bằng sắt, nó căng nó thẳng thì khi đánh nó nhát tung thì ở cái giữa đó hoặc là nó là một sợi không, hoặc là ở giữa đó có cái miếng lớn nó làm được giống như là những cái còn để của cái đình còn kéo hoặc là nó để là trước đợt thì khi đó là nó có một cái cây bằng tre đánh vào trong cái sợi dây nha, tưng thì khi đó nó để vào trong miệng làm cái con mũi này nó vang ra, thì khi đó đánh nó giống như nguyên tắc của cây đàn môi, tức là mở ra nhét vào thì nó tạo ra thành ra những cái âm thanh cao độ khác nhau đó. Liệu rằng là trong tương lai
có đáng để có một cái liên hoan quốc tế về đàn môn hay không? Thì tôi xin trả lời anh Nhãn. Thứ nhất là về vấn đề mà thành cái câu lạc bộ đàn nôi ở đàn miền Nam, thì tôi nghĩ rằng giáo viên có thể giúp được. Là giáo viên ở Đồng Nai, Đồng Nai là cũng gần đây thôi, cũng không có xa lắm, ở tỉnh Biên Hòa, thì có thể là giúp được anh một cái số được gọi là cho thấy rằng cái đàn môi này cháu có thể đánh được tất cả ngũ cung, thất cung hay là tất cả những gì đó là do cái vấn đề mà sáng tạo. Rồi có những cái loại đàn môi đánh rất dễ, thì biết là những đàn môi đánh những bài dân ca Việt Nam cũng như cổ nhạc Việt Nam. Thì bây giờ những điều là giờ tôi đánh một cái bài ví dụ không cần thì anh muốn đánh một cái bài đem cái âm nhạc dân tộc vào trường học, ví dụ như vậy,
Thế thì vừa rồi đó thì tôi với cái nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân đó đã đến nói chuyện hai buổi ở hai nơi, cái trường và thức trí của cô Đạo Thị Đức. Thế thì theo cái kết hợp thì chắc chắn là hai cơ sở đó sẽ có tổ bộ dân ca mình. Thì tôi hy vọng theo bản nhân là nếu mà nhạc sĩ Trần Quang Hải hoặc là chỉ có thể là cháu Nguyên thôi đó đến trường nhà tiếng Việt của cô lớp 9 đó, xong mình nói chuyện thì biết đâu là có thể hàng chục em mà thích thì có thể là hình thành ngay một cái câu lạc bộ gọi là đàn môi tại trường của họ và sau đó là thành phố và dần dần đến biết đâu là có thể thành công thì sao và các thầy cô dần đến rất có thể quên kiếm được rồi. Dạ hay lắm cô nói. Dạ cô nói nhưng mà hôm nay là nếu như là sau đây thì sẽ có công ty để các thầy đến được với trường ạ, nói chuyện như thế thì chúng ta cái câu lạc bộ là vui nó sẽ ai cơ sở tôi xin trân trọng cảm ơn. Là tôi trao lời cho Trang Nguyên là anh liên lạc với Trang Nguyên là Trang Nguyên là có thể là nói đó là có một những cái đàn môi rất nhiều và làm cho có thể là khuyến khích các em đi mua thêm những cái loại đàn môi người Mông nhỏ để phân phát cho mỗi em, những cái em nào được giỏi sẽ tặng cho một cái quà là một cái đàn môi. Nó thành ra tự nhiên mấy em sẽ thích thức ở phía giờ mình học là nó có được cái quà thưởng là một cái đàn môi. Đó thành ra cái đàn môi bao nhiêu 20 chứ bao nhiêu một cái thì 20 em mà đi học đó là chỉ có 400.000 đồng là có thể tạo thành ra một lớp nhà nhạc để học cái đàn môi. 400.000 nó có bao nhiêu phải không, chưa có một kiểu mà thì khi đó mới là nói với em, nói với giáo viên đi dạy từ những dạy rồi đó là nó tạo ra thành ra tất cả những cái người trẻ và những cái phụ huynh học sinh, những cha mẹ của mình đó sẽ tạo thành ra hỗ trợ làm ra cái hội ái phụ câu lạc bộ, tức là có câu lạc bộ những người đi thực tập và có những người hỗ trợ cho cái vấn đề thực tập, tức là làm kinh tài cho cái vấn đề đó. Đó thành ra rất là dễ dàng, mình phải biết cách làm sao mình để thu hút càng ngày càng đông nhiều và những người gọi là sympathy song, những người có cảm tình viên của cái chương trình do anh đề xướng ra thì khi đó mình mới lan rộng được càng ngày càng nhiều. Tôi nghĩ là dân miền Nam rất là rộng rãi và rất là hồ hởi về cái chuyện mà làm thành ra những cái chuyện mà rất là đặc biệt mà ở miền Trung và miền Bắc chưa làm được, không phải là gọi là nhưng đừng nghĩ rằng có thể phát xuất từ miền Nam để đi được lên miền Trung thì khi đó là tạo thành cả sức Việt Nam chưa đầy buông và khi đó là người Việt Nam sẽ thức tỉnh rằng chúng ta rất tự hào không phải chỉ có thành Trăng, thành Bầu, thành Nhị, thành Trưng, thành Nguyệt, thành Đáy mà chúng ta hiện giờ có hơn 250 nhạc cụ xứ Việt Nam chứ không phải là chỉ có vài cái đời mà thôi, thành ra cái đó là một niềm tự hào. Giá vốn gia tài âm nhạc Việt Nam cũng rất là giàu, đa dạng, đa tiền, đa màu sắc, thì cái đó là đem đến chúng ta có sự hành trình dân tộc. Vì những đề mà gọi là những đề rất dễ,
cái đừng nói đó là tôi là thành viên, tôi là sáng lập viên của hội đàn môi quốc tế, là được thành lập vào năm 2002 ở tại Na Uy. Thì hiện giờ là đàn môi đã có khoảng 250 hội viên thuộc 36 quốc gia. 36 quốc gia là từ thứ đó là đánh đàn môi là rất là nhiều, mà mỗi một đại hội mà liên hoan về đàn môi đó là không phải chỉ có một người, 300 nghệ nhân trên các xứ đi tụ họp với nhau mà gặp nhau mỗi năm, có nơi tòa đạo sinh mỗi năm là nhiều nhất đó, là ở đại sứ Ý là mỗi năm được có một cái đại hội liên hoan, xứ Hungary có một mỗi năm có một cái, xứ Đức ở tại Leipzig có một cái, ở bên Na Uy ở phía trước của phía trên ở vùng Trondheim rồi cũng có một cái gọi là những cái đại hội liên quan địa phương quốc gia, rồi khi đó 3 năm đó thì có một cái đại hội liên quan thế giới. Thì khi đó là tôi đã trong đó, tôi lo một trong những người để được lo cái chuyện và để tổ chức những đại hội liên quan thế giới. Thì khi đó là cái chuyện mà lạ nhất ở trong một cái đại hội liên quan là mình phải nói và nhấn mạnh là tất cả những người đi tới dự cái đại hội liên quan là những người chơi đàn môi, tất cả đều chơi hết, không có ai mà không biết chơi. Tại vì không biết chơi là không tới gì, dĩ nhiên là có những vợ con này kia con cái đi theo, thì những đó bắt đầu lôi cuốn vào, thì có những cái lớp thực tập là bắt những người đó phải đi vào chơi chứ không phải được ngồi không. Thành ra tất cả đó, khi một cái buổi đại hội liên quan có tới 20.000 30.000 người, sau khi mình chơi tất cả được toàn thể mình chơi tất cả đàn môi. Cái đó là một điều hiếm có mà để tạo ra một cái sức sống rất mạnh về đàn môi, cũng như là VMA đã có bao nhiêu, có bao nhiêu thời gian có thể chơi được cái đàn môi để nói chuyện. Mùi phút. Nói chuyện trên đây, em tôi là hồi sáng học, chưa tới 2-3 phút thôi. Nói chuyện được hết, nói chuyện tôi cho tôi hiểu hết. Hôm nay em đi chơi như mình chưa nghe thôi. À, anh nói vậy phải không? Đúng. Là thằng kia nó làm sao? Là mình nói, mình phát âm ra mà đừng dùng cái dây thanh quản để vào trong môi đánh khẩy. Thì cái vấn đề đó là rất là dễ. Còn muốn để chơi thành làm môi thì quá dễ đi, không có gì khó. Nếu mà thật sự mà người nào yếu lắm đó, thì trong vòng nửa tiếng đồng hồ là có thể cầm cái đàn môi chơi được. Nhất là cái đàn môi của người Mông là cái đàn môi rất là dễ chơi, không có đụng gì hết, chỉ để trên cái môi. Thành ra cái người nào thì bị xuống răng vẫn chơi được. Thành ra cái đó là quan trọng lắm. Anh chơi, mình chơi, mình tập thở thì cái đó nó đi vào vấn đề thiền. Thiền tập ra đánh vào trong đó làm cho mình được thư giãn, thư thái trong người. Và tôi giải về những vấn đề gọi là dùng âm nhạc để trị bệnh cho người ta, thì tôi dùng tất cả những chuyện đó, tất cả những cái khía cạnh về trong nhạc có thể làm cho người đó được thoải mái. Những người nhút nhát trở thành giản dị, những người bị cà lăm bớt cà lăm. Tôi là người cà lăm nhất trên thế giới mà, hồi nhỏ là tôi cà lăm ghê gớm lắm á, mà bây giờ nói không cái non tại vì giờ cái học từ kia lần ra cái vấn đề đó là sao cho thấy là cái nghị lực của con người rất là quan trọng. Tập cho mình không tập trung tư tưởng và làm cho mình quên đi tất cả những cái gọi là những điểm không hay, những điểm xấu, những điểm dở trong người mình, để tạo cho mình tạo một con người hay hơn. Thành ra cái vấn đề mà dùng giọng nói để mà nói cho người ta, thuyết phục người ta, không phải là nói mà nói cho kiểu mà những người mà không biết nói. Ví dụ bây giờ tôi nói cái chuyện là để mà nói một cái buổi mà người ta ngủ hết. Dạ, kính thưa quý vị, ngày hôm nay tôi đến đây tôi nói chuyện về đàn môi, lịch sử đàn môi, để cho giáo sư nói chuyện về đàn môi, những điểm dùng. Tôi ở Vĩnh Pháp, tôi mới nhận đây, tôi tưởng chưa hiểu là không biết có nhiệm vụ cho đàn môi đâu. Dạ, tôi đàn môi đàn môi. Nói vậy một hồi đó, anh ấy. Dạ, thôi, ông ơi, ông trong cái gì, nó thành hai cái vấn đề đó. Mình nói làm sao mà cho người ta nghe, mà trong khi đó, cái nghệ thuật nói á, là làm sao trong khi mình nói rồi đó, nó lâu phá ra có tiếng cười. Thì cái tiếng cười đó, và có nhiều lúc nó làm thoải mái, người cứ thấy giống như lâu lâu cái mình thở ra một cách mẻ. Thành chính như vậy đó, mà khi mình nói là cái người mà diễn giả là một người nghệ sĩ, kịch sĩ, biết làm sao mà để thu hút cái người nghe
và nói làm sao cho người nghe đó, đưa người nghe một hồi là thích quá, cái miệng ai nó cũng hà ra hết. Đó, thì làm ra nhờ vậy đó mà làm cho cái buổi hội họp nó không phải là một buổi thuyết trình, mà cái buổi phải là giống như là quý vị đi xem một cái vở của một bài kịch. Đó là nghe có khi vui cười mà không phải là rất là nghiêm túc, mà điều là nghiêm túc. Mà khi vui thì để học, mà khi học đó, mà khi trong khi mình vui mà để học đó, thì nhớ rất lâu. Và khi đi với nhiều thì trở về nó thầm một ngày nghe đâu nó xong nó mới điểm một lần nó làm đầy nhiều quá. Thì thôi giờ bây giờ là cũng sắp tới giờ rồi thôi, để xin cảm ơn tất cả các bác anh các chị. Cô vô luôn đi cô. Cô vô luôn.